bộ thể thao màu đỏ nha mấy chị, thể thao màu đỏ mà sát nách, cổ tròn sát nách rất là đẹp luôn, cổ tròn sát nách màu đỏ. Màu đỏ cô chú ơi, đó là màu đỏ. Màu đỏ có size từ 12 kg tới 60 kg, 3 x là 60 kg cho xuống. 12 kg tới 60 kg là có size nha mấy chị. Giá chỉ có 90, 101, 103, 150 nha. Em bán rất là rẻ, mấy anh chị muốn mua ủng hộ giùm em thì nhắn tin vô số Zalo của em nha mấy chị. Đọc số điện thoại Zalo. Số điện thoại Zalo của em là 0396165872. Gọi đọc qua. Tiếp tục số Zalo của em là 0963543843 đó cô chú. Tiếp tục em nói đi. Cái số ký này là số ký từ 12 ký tới 60 ký là có size nha mấy chị. Màu đỏ em qua màu nha. Em đang để ra số mấy? Số 8 là 28 ký nè. Đây cũng là số 8 nè cô chú. Số 8 này á là nó là 20 ký đến 22 ký. Cô chú thấy đẹp không? Mùa nếu mà mùa nóng á, mà bạn sắc nách cho các bé là đẹp lắm. Nhưng mà cái chú nào mà tròn tròn ốm ốm á, tròn tròn bự bự á thì bạn rất đẹp, mà ốm cũng bạn đẹp nha cô chú nha. Nhưng mà mùa hè thì bạn những bộ đồ này là cực kỳ đẹp luôn. Cô chú biết không, cái hàng này á là hàng của người Hàn Quốc họ phối, cho nên các bé của người Việt Nam mình bạn rất đẹp, mà giải là họ nhập từ bên Hàn Quốc về, cho nên ở đây họ phôn đồ lên thôi, cho nên cô chú cho bé bạn là rất đẹp. Đó có size từ 12 kg cho tới 60 kg. Đây là số 8 nè cô chú. Số 8. Đúng rồi. Tiếp tục. Rồi, qua màu đỏ xưa, màu đỏ đơn. Đây qua màu đỏ đơn nha mấy chị. Màu đỏ đơn này da nào mặc cũng đẹp hết nha mấy chị. À, màu đỏ đơn không khác da nha. Đây. Số 5. Không bình thường. Đó là số 5. À, số 5. Số 5 17 kg nha mấy chị. Số 5 17 kg giá có 90k cho em. Này 90k số 5 17 kg, 17 kg đến 20 kg đó cô chú. Còn số 8 đó từ 20 kg đến 25 kg là bạn chuẩn nhất luôn. Còn nếu mà cô chú muốn bạn vừa hay bạn chặt đó, thì theo cái số ký của mình nữa. Cho nên ở đây em nói cô chú là như là số 5 nè, là nó từ là 17 kg đến 20 kg là bạn đẹp nhất. Cái này là màu lông chuột nè cô chú. Màu xám lông chuột, các cô chú thấy đẹp ghê không? Đây có màu đỏ đó. Tất cả có 10 màu nha anh chị. 10 màu cho em. Cô chú cứ lên đơn là có hàng thôi. Như thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh nó là đi chừng 2 ngày cô chú. 2 ngày thôi. Cô chú thấy em không? 2 ngày thôi là đã ok rồi. Còn ở tất cả các tỉnh thì trong vòng 4 ngày là em sẽ hàng tới nơi tặng tay cho cô chú. Mà cô chú yên tâm là một cái như vậy nè, cô chú cứ shipper giao hàng tới cho cô chú. Cô chú cứ tháo ra kiểm hàng cho bé bạn thử, rồi xong rồi ok mới thanh toán tiền cho em. Đó. Mà cô chú cứ số điện thoại của em là 0963543843, tức là trên Facebook, trên Zalo đều có hết. Xin lỗi các em. Số điện thoại tiếp theo là 0396165872 nha quý vị. Sao số 6 này em để ra nó cứ ngược. Thế em thôi để vậy đi. Rồi mấy anh chị đặt hàng thì lưu số điện thoại giùm em nha. 0396165872. Rồi. 0963543843 trên Facebook và trên Zalo đều có hết cô chú. Cho nên cô chú muốn vô cái nào cũng được. Cô chú miễn sao lên đơn là có hàng cho em thôi. Em sẽ giao hàng tới nơi thành phố Hồ Chí Minh là trong vòng 2 ngày. Tức là hôm nay là cô chú cứ ok xong là chiều mai là cô chú đã có hàng rồi. Rồi đây. Em sẽ lên size S. Size S là 30 kg tới 35 kg. 30 kg đến 35 kg. Đây là màu đen phố cam mấy cô chú. Rất đẹp không? Có 100k. À. Nếu cô chú mua từ 5 bộ, em bao phí ship luôn đó cô chú. Rất đẹp, rất thời cô chú ơi. Đây cô chú thấy cái quần của nó nè. Đây, cái quần đó. Đẹp ghê không? Cô chú thấy không? Cái đĩa của nó là đĩa cao luôn nè, các bé là bạn nè. Thấy không? Rồi từ cái... Đó, cô chú thấy không? Có hai bên gì? Nè, hai bên lì liền. Rồi cô chú thấy cái đáy của nó không? Đó, rồi cô chú á, nó quan trọng là như thế này nè, em sẽ lộn cái quần ra cho cô chú coi. Tức là họ may là họ may 3 kim và đi á là dắt sổ hết luôn cô chú. Đây, đặc biệt là cái quan trọng như thế này. Đó, họ dắt sổ hết, bên trong ngoài hết luôn. Mà em nói với cô chú là giải này là họ nhập từ Hàn Quốc về. Cho nên cô chú á, thấy là cô chú bạn cho bé là
cô chú cứ vô trong cái Zalo của em đi là họ mua á, như vô là 100 người là họ 100 người là ok hết 100 người luôn. Không ai mà nói là than phiền là cái đồ này nóng hay là đồ này xù lông hay đồ này kia. Đó, cô chú thấy đẹp ghê chưa? Để làm mặt trái nè. Mặt trái như mặt phải luôn. Đó, mặt trái như mặt phải mà họ may là may ba chim. Đây. Tức là bé bạn là không bao giờ giảm, không bao giờ đó. Với cô chú biết không? Cái hàng của công ty á, họ chặt á là bằng cái rập. Cho nên á, cái đường đáy cô chú thấy có đường đáy không? Nó sẽ bằng hết luôn. Đó, cô chú hôm nay là em sẽ tỉ mỉ từ lộn ra cái quần cho cô chú coi, tỉ mỉ cái đường đáy nè. Đó. Tức là cô chú kéo bằng cái đường đáy nè. Rồi nè, đó, cô chú thấy không? Rồi đây. Cái lưng của các bé. À, đây là mặt trái nha cô chú nha, đây là mặt trái. Cái người Hàn Quốc họ rất là kỹ, tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ luôn cô chú. Cho nên cái đường nè, cô chú thấy không? Cái lưng này là nó cao, nó tới khoảng có cái thước 3 phân. Không, này là phải 5 phân. Cái này 5 phân á. 3 nè, 2 1 nè, 2 nè, 3 4 5 nè, 5. Cái này tới 5 phân nha, cô chú đúng không? Đó, nó 5 phân nè. Nhưng mà nó là cái ly thun đã đi 3 cộng dây thun. Mà 3 cộng dây thun này là 3 cộng dây thun xịn của nó luôn nha. Theo của người Hàn Quốc họ nhập từ giải nè, cũng từ của người Hàn Quốc họ nhập qua. Đường chỉ nè, họ cũng nhập từ bên Bỉnh qua. Và cộng dây thun này cũng bên Bỉnh qua, chỉ có cái tên số này của Việt Nam. Là của Việt Nam mình thôi. À. Cho nên bộ đồ rất là mát thôi mấy. Trước khi bộ đồ này họ may xong, QC kiểm, cô chú thấy không? Không có một miếng chỉ mà để mà rời rợt. Cô chú biết không? Hôm nào em sẽ tới tận nhà may đó, họ em sẽ quay trực tiếp cho cô chú coi, và chắc là một ngày gần nhất. Là tức là họ may bộ đồ này xong, không phải là họ đứng họ cắt chỉ từng chi tiết như vậy đâu, nhưng mà họ sẽ đưa cho một cái máy, họ bản y như một cái con Hanacam như này, sẽ có cái máy nó thổi một cái là những đường chỉ nhỏ này nó sẽ đốt cháy nóng hết đó. Cho nên cái bộ đồ nó như thế này đó. Cô chú quan trọng là cái đáy của các bé, tại vì cái này là hàng thể thao, mà hàng thể thao hay là hàng thường gì không cần biết, nhưng mà phải yêu cầu là cái đáy như thế này thì bé bạn mới không chắc đáy mà cái bộ đồ nó mới chuẩn lên. À, một lát nữa em sẽ bạn thử cho cô chú những bộ đồ mà cái này đặc biệt đó là con nít bạn rất đẹp, nhưng mà cái phone này của người lớn bạn vẫn đẹp, cô chú hiểu không? À, đây là size S 30 kg đến 35 kg, giá có 100k, giá 100k, cô chú thấy rẻ không? Bán lẻ y như là bán sỉ, cô chú thấy không? Đẹp không? Rồi chị, cô chú nào có muốn mua sỉ thì cũng có luôn nha, có số điện thoại đó thì cứ đặt hàng nha. 0963 543 843, số em 0396165872. Mấy chị lưu số để đặt hàng nha mấy chị. Cô chú thấy màu cam không? Màu cam rất thấy là nó tươi. Cô chú hiểu không? Cái đồ của người Hàn Quốc đó, cô chú đã biết rồi, là nó cái vải của nó rất là thật, cái màu của nó thật, không có lè lẹt nhưng mà màu rất thật. Cô chú á, có nhiều người họ bạn á, là một năm luôn bé cũng như chặt rồi đó, nhưng mà nó vẫn là như vậy, là vẫn như vậy thôi. Nó là tức là nó là lụa chứ không phải là nó là như là một cái vải mà như của người ta họ Việt Nam mình, hoặc là những cái thì hàng cao cấp thì nó cũng là ok. Nhưng mà cô chú biết không, cái vải mà ở Việt Nam mình mà cái vải có thương hiệu là nó hàng Thái Tướng, giải Thái Tướng là nó là ok rồi. Nhưng mà cái Hàn Quốc này, cái giải này cũng như là giải Thái Tướng ở Việt Nam mình. Thì cô chú cứ thử hàng và bạn thử cho bé, ok thì cô chú mới thanh toán tiền. À, đây là cũng là xe. Ủa sao em lấy hai cái xe S cho một bộ? Đây. Rồi để bắt đầu em sẽ lên like cái like. Trời, ba bộ xe S luôn. Mà chủ nhỏ. Đây, em sẽ lên cho cô chú cái size số 6. Đây, hồi nãy mình lên số 5 rồi đó cô chú. Bây giờ lên size số 6 nè. Thấy đẹp không? Thấy đẹp không? Cái size số 6 này á là nó khoảng 20kg cho đến 21kg là bạn đẹp nhất. Nhưng có nhiều người, có nhiều phụ huynh á, họ thích á là ví dụ là tôi muốn cho con tôi bạn á, nó ôm hơn chút, thì mình lấy size số 6 này á thì bé khoảng á chừng 23 đến 25kg vẫn ok là ôm nha. Chứ không phải nó ôm thì nó cũng không được đẹp lắm, nhưng mà nhiều người họ là thích. Nhưng mà có nhiều người họ muốn là tôi cho con tôi bạn rộng lên một chút. Thì cô chú biết không, rộng á thì bé có chừng 17kg là cũng là ok bạn rộng. Nhưng mà cái mùa hè này thì theo em thì nó rộng là chuẩn nhất. Đây là cái size màu. Cái màu này đó người ta nói thường đó, người ta dùng là cái màu màu da. Thấy không? Đẹp không? Đẹp ghê không? Đó. Đây.
Tức là từ hồi đầu năm tới giờ đó cô chú biết không, là em chỉ có hôm Tết đó là em có like một lần vào ngày ngày mấy vậy em, ngày mấy? Quên mất rồi. Quên rồi. Cũng cỡ khoảng 20 mấy Tết á, em like một lần, em bán rất là được nhiều đồ. Nhưng mà qua năm nay á thì em thấy cái đồ của nít mình á thì đầu năm họ cũng cuối năm họ cũng mua nhiều rồi đó, cho nên em cũng không có like. Cho nên bây giờ hôm nay em mới like đầu tiên của năm mới, của năm 2024. Cho nên cô chú cứ lên cái Facebook em, hoặc là Zalo em, hoặc là trên file em, cô chú cứ mua đồ. Là size số 6. Bé 17 kg vẫn đẹp, bạn đẹp ok nha cô chú. Rồi, em sẽ lên kế tiếp. Cái size S. Cái size S này là cái size có tay nè cô chú. À, cái size có tay nè. Đó. Cô chú thấy không? Cái size có... nhưng mà nó đặc biệt á, cô chú biết làm sao, cái size sát nắp với cái size có tay á cũng là một size S. Nhưng mà để em phân biệt cho cô chú coi cái size F. Cái size F là cái size sắt nắp nè. Đó, cái size sắt nắp không? Nhưng mà cái size sắt nắp này em nói là bao nhiêu ký chuẩn? 30 đến 35 ký. Nhưng nó đặc biệt là cái này từ 35 đến ký đến 40 ký là có tay size S. Nó khác hơn cái là nó chênh lệch 5 ký, 4 đến 5 ký là cái size có tay cũng là size S. Sắt nắp nè, cũng là size S. Đây, cô chú thấy không? Nhưng nó chỉ 30 kg đến 35 kg thôi. Đó. Nhưng mà có tay cũng là size S, nhưng mà nó là 35 đến 40 kg. Nhưng bé cỡ 30 kg thì hơi rộng chút thì có thể là nó không được đẹp lắm. Nhưng mà 35 kg đến 40 kg là bạn chuẩn, cực kỳ chuẩn luôn. Đó. Cô chú thấy đẹp không? Đây, cái để em lấy cái quần. Cái quần này nó đây. Cô chú thấy không? Đây. Nhưng đặc biệt là ở đây em có đủ màu, nó cũng nó hình như là nó được 10 màu cô chú, 10 màu. Đó. 10 màu. Nhưng mà nó là các bé bây giờ các bé muốn trộn đội nào thì em đã có đội đó, số nào thì em có số đó. Đây. Đây là cái số của nó là số 7 nè cô chú ha, cái quần nó rộng rãi thoải mái không? Đó. Nó mát mà nó là ok, nó cô chú mà đã mua rồi một lần rồi á thì cô chú đừng có nghĩ rằng là tìm nó sẽ tìm nhiều lần mua nữa chứ không phải là một lần đâu. Tại vì em bán á, là em bán từ ở cửa hàng của em và em bây giờ em bán trên live stream, em bán đầy đủ với cô chú yên tâm. Mà cô chú nghĩ đi, người ta bán hàng á là người ta họ cho mình tháo ra kiểm tra hàng, bằng thử cho các bé rồi mới thanh toán, vừa lòng mới thanh toán, không sao cứ trả về lại vậy, không có gì hết. Đó, cô chú thấy không? Đấy. Đó. Đẹp ghê không? Rồi để em lấy tiếp cái size là size S.